cứ đi bình thường, đi về, đi ra xe đi, cứ đi ra xe đi em ạ. Nhường tí nó chở xe, chở hai xe mà. Anh chị ơi, tuyến đấy thì chở xe máy gì? Ở đây rồi. Đây, một người chở xe này, một người chở xe kia nhỉ? Anh chở xe gì? Đi hai người. Đi xe em thôi. Đây đâu, xe to mà. Tài xế ơi.